Dạ em chào anh, em chào quý cô chú anh chị trên kênh. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ kênh cũng như ủng hộ em cháu trong thời gian vừa qua. Ngày hôm nay em về được một số cây kiển khế với mai chủ thủy của cô chú anh chị. Thì em cũng xin nói thiệt luôn, cái lô này kỳ rồi, hồi trước clip trước á là em bán rồi, nhưng mà ông chú ông chốt ông bỏ cọc xong rồi ông nói nhà ông chặt quá ông không đem về được. Thì em đã trả cọc lại cho ông chú ha. Thì cái nào nó nào ngay em chuyển 2 triệu. Rồi ông nói thôi con lấy 1 triệu uống phê đi chú xin lỗi con gì đó. Thì em đã chuyển lại 1 triệu trả cho ông chú rồi. Thì cũng không làm mất thời gian với cô chú anh chị mình. Em cháu mình chúc cho cô chú anh chị mình nghỉ lễ thật là vui. Và em cháu mình xin mang phép lên cây số 1. Số 1 là một cây khế. Trái này trái giả nha cô chú anh chị. Gớt luôn này. Tại vì mình để cho nó đẹp. À, cây này em cháu mình bán cho cô chú anh chị mình là ship gút chậu nha. Chậu luôn cũng vẫn được, nhưng mà tùy theo mình thỏa thuận cô chú anh chị. Tại vì có cái chậu này vô là bắt buộc em cháu mình phải nặng tiền ship thêm rồi. Nó 4 giò. Cây này hồi trước nó có cục cái cục dưới này nè, nó hơi vắng đòn á. Rồi em mới lọc nó rồi hả cô chú anh chị. Nó cũng kéo nhựa rồi, nó không có mục nha cô chú anh chị. Rồi con thú cây khế. Khế này em cũng chưa biết khế chua hay khế ngọt nữa. Em mua mà em quên hỏi chủ vườn. Chiều cao tới mặt bầu là nó 70 ạ. Hoành thân ở đây em đo được là 19. Từ giòn trước ra tới giòn sau là 20. Tán ngang của nó là 50. Một con thú bonsai, cây khế. Ăn khế trải vàng hả cô chú anh chị. Dạ, mã số 1 xin mạng phép vô lô cô chú anh chị là 1.800.000. Em không bao chậu hả cô chú anh chị. Chậu thì mình thương lượng thêm. Tại vì có cái chậu này nó dày nó nặng cô chú anh chị. Dạ rồi, em cháu mình xin mạng phép đổi cây. Kế tiếp là cây số 2. Là một con thú khủng nha cô chú anh chị. Chú thủy nuôi da đen. Con thú này là em nói cô chú anh chị là hết thuốc nói nổi nữa, nó bự. Mà nó có cái là nó bị lũa hoa đá nha cô chú anh chị. Hồi nay em chỉ cái điểm yếu bị lũa hoa đá, nó nằm về mặt hậu. Đây, nó nằm về mặt hậu nha cô chú anh chị. Nó lũa hoa đá cho mày. Em bao cô chú anh chị là hết mục rồi. Thì cây mà nó độ tuổi nó già nu na cỡ này á, thì nó khá là lâu cô chú anh chị, nên cô chú anh chị mình yên tâm về cái mặt vấn đề thịt già thì nó không có lũa, thịt non nó mới lũa dữ nha cô chú anh chị. Cái này em đục mà em chưa chét keo nó, đừng hồi em vô em chét keo lại ha cô chú anh chị. Độ tuổi cỡ này là nó phải bị lũa rồi ha cô chú anh chị. Con này mà bán của chú anh chị là em bao ship toàn quốc luôn, đóng thùng mớp. Rồi giờ em đo hoành em không biết đo làm sao luôn. Đo cái chỗ nhỏ nhất cái chỗ này đi ha cô chú anh chị. Ba mươi ba ạ. Ngay chỗ này em đo được là 75 ạ. Chiều dài từ giò trước ra tới giò sau là nó 68 à. Cái cụm ngay đây là hết thước dây á cô chú anh chị. Dạ. Dạ 98 ạ. Có đuôi đầy đủ hả cô chú anh chị. Mã số 2 xin mạng phép vô lô cô chú anh chị là 9.500.000 ạ. Cái này đóng mấy kiện không cũng khá là nhiều tiền hả cô chú anh chị. Cái này em ghiền nó mà tới nỗi mà em đi lấy về mà tới nỗi gần 1 giờ sáng hả cô chú anh chị. Chạy xe Honda đi mua á. Tại mình chốt buổi tối là 7 giờ rồi cô chú anh chị. Vậy rồi em cháu mình xin phép đổi cây ạ.
Kế tiếp là mã số 2. Ủa số 3. Cái này của ông anh. Thấy đẹp quá bắt lời quay hết cô chú anh chị. Thì ông áp cũng khéo quá nè cô chú anh chị. Nó gần dính hết này. Cây này cây dáng hòn hết cô chú anh chị. Như cái ngọn núi vậy. Rồi em xin thông số chiều cao ạ. Chiều cao là nó 41 à. Cộng với cụ đặt này nó là 125 à. Dạ mã số 3 này em cháu mình xin bằng phép vô lưu quý cô chú anh chị là 7 triệu ạ. Này cô chú anh chị, cái dít áp ảnh áp cũng khéo quá nè cô chú anh chị. Nó lên ngói nè, hôm về em dò em cắt ha, thì chiếu thủy mà nó lên ngói xanh lè vậy là chắc ăn là phải dính nè. Thì giá trị nó cũng hơi cao nên cô chú anh chị mình xem cho kỹ giùm cho em cháu mình. Cây này nữa mình lập cái dáng hòn nhìn nó ghê lắm. Mình bắt mâm từ này luôn, nếu mà theo người ta bắt mâm cây bài á. Còn em bắt mâm mấy mâm dưới này luôn, bắt hết. Quýnh sao mà cho nó tròn cái cây chứ giữa nó lọt ra nguyên cục này nhìn nó khéo lắm hay cô chú anh chị. Nó bự dữ lắm nha cô chú anh chị. Siêu lùng luôn. Rồi. Mã số 3 giá 7 triệu em cháu mình xin phép đổi cây ạ. Dạ, cái tiếp mã số 4. Mấy cái này em dọn đế lại hết rồi hay cô chú anh chị. Rồi đó bây giờ là em cháu mình đã dọn là nó nhẹ rồi là em cháu mình bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Lúc trước là tại nó còn zin đó cô chú anh chị nên em không có dám bao toàn quốc. Clip gọn chú cũng lựa 8 cây cao không đó cô chú anh chị. Khách điện thì nói bán rồi không cuối cùng còn. Rồi em xin thông số mã số 4. Năm mươi ba hoành năm hai của chú anh chị. Chiều cao em đo được là 129, tán ngang em đo được là nó 83. Mã số 4 giao lưu của chú anh chị là 6 triệu ạ. Cái bệnh này dữ lắm của chú anh chị. Nó lên san hô hết rồi, hết tức dây của chú anh chị. Sau này mấy cái ngấu này nó lên nhìn nó khẩn là nhìn thấy ghê lắm của chú anh chị. Dạ rồi em xin phép đổi cây ạ. Chở vô đây luôn đi bên. Mấy hàng này mà bán đi dùng ngoài là con đóng kiện không có cô chú anh chị. Rồi rồi cô qua. Mã số 5. Được rồi. Đây xô lên là bán em cháu bán đồng giá cây, chỉ có hai cây lớn là giá khác hay cô chú anh chị. Tại em chốt như thế nào thì em phải bán là giá y gan như vậy hay cô chú anh chị. Bốn mươi bốn và thân em ra được là 44.
Cái này mình cắt nhà sân rộng mình đem vô để chiếc cửa đẹp lắm đó cô chú anh chị. Chiều cao 1m6 ạ. Tán ngang em đo được là 85. Mã số 5 giá 7 triệu ạ. Đế ghê lắm cô chú anh chị. Cái hàng này hàng về mình nuôi tương lai á. Lên chậu mình chơi mà vừa có tương lai nữa cô chú anh chị. Chiếc chim mâm chi cổ. Ý cái này tứ diện chứ, cái này tứ diện nha cô chú anh chị. Ông bẻ lối thế cây tự do. Mâm dĩa. Nồi đế là khoảng 1m7 á cô chú anh chị. Dạ rồi, em chấm xin phép đổi cây ạ. Mã số 6 ạ. Một chú anh chị nào hốt hết nguyên một bầy này về mình bỏ trước cửa nhà hai bên đẹp tuyệt vời luôn của chú anh chị. Hoành thân em đo được là 39. Đây hoành thân này ạ. 39 hoành thân. Chiều cao em đo được vẫn là 1m6 hay cô chú anh chị. Tán ngang em đo được là nó 83 luôn. Bạn đế này giữ trời lắm cô chú anh chị. 1m7 hay cô chú anh chị. Còn hụt nhiều lắm nè. Cả gan tay của em, gan tay của em mình hai tấc. Đây. 170 cho chú anh chị. Khến san hô nè, clip này lại màn sạch sẽ cho cô chú anh chị mình coi cho nó chắc ăn. Đó. Cũng vẫn là giá 7 triệu mã số 6 ạ. Dạ rồi em cháu xin phép đổi cây luôn ạ. À, số 7 ạ. Dọn cái nào cái nấy ra như cái núi nha cô chú anh chị. Mã số 7. Chiều cao em đo được là 114. Đo này nó cắn cái cục này. Nó lòn lòn vô trong cái ăn hay cái kiếm chị. Mốt đến 40 của chú anh chị. Màng ra nó chạc ra ghê lắm của chú anh chị. Một 140 ạ. Cái độ cây này nhìn phê lắm mấy cô chú anh chị. Cái này clip trước chốt người ta là 7 triệu, clip em bán cho cô chú anh chị là 6 triệu 500 ngàn. Tại thấy nó hơi nhỏ, tại người ta xô ngang cô chú anh chị.
Hên rồi chưa, chuyển cây đi, chuyển cây đi chắc chết em luôn á. Dạ rồi em cháu xin phép đổ cây à. Cái nào cái nấy mặn ra nhìn đế đẹp dữ trời luôn á cô chú anh chị. Mã số 8. Quá khứ mấy cây này cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có duyên đem nó về đi cô chú anh chị. Đồ già nó có, thân nó có, đế nó cũng có đầy đủ hết cô chú anh chị. Chiều cao em đo được là 1,5 m à. Gần 53, tính 50 thôi cô chú anh chị. Cháo mình trừ hao ha. Đế là 135 cô chú anh chị. Lực mà đẹp lắm cô chú anh chị. Chì đang nó quái mà. Nó quái từ co hết trơn cô chú anh chị. Lên nung, nung da đen hết cô chú anh chị. Mã số 8, giao lưu của chú anh chị vẫn là 7 triệu. Tán ngang này em đo được là 75 ạ. Dạ rồi, em chấm xin phép đổi cây ạ. Mã số 9. Chuyến này về là gì, chỉ là vậy là cô chú chị mình bỏ vô chậu mà trồng thôi, không cần làm gì nữa hết cô chú anh chị. Mã số 9. Đấy em dọn sạch sẽ hết rồi. Cái này em độ khoảng 6 nữa nghe cô chú anh chị. Tán ngang em đo được là 80. ba hoành hay cô chú anh chị. Tổng hồ đế hết thước dây. Cô chú anh chị mình nhìn cái thân cây nó rất là đẹp đấy cô chú anh chị, từ thân cho tới đế luôn. Mã số 9 cũng vẫn là giá 7 triệu nha cô chú anh chị. Dạ rồi em cháu xin phép đổi cây ạ. Mã số 10 ạ. Dọn cây là cô chú anh chị mình nhìn rất là sạch sẽ cây hết cô chú anh chị. Rồi, em bán bằng giá ông chú hãy dương chốt hay cô chú anh chị. Chiều cao em đo được nó tầm khoảng 1,7 m với cô chú anh chị. Tán em đo được là 70. Hoành thân 56.
Đế này tầm khoảng 180 cô chú anh chị. Cục trình anh luôn cô chú anh chị. Giao lưu cô chú anh chị là 12 triệu. Bằng giá chốt nha cô chú anh chị. Dách nó chạc ra gì nè, nhìn thấy ghê đúng cô chú anh chị. Dạ rồi, em cháu xin phép đổi cây luôn ạ. Hôm nay luôn đi, đây nè, nặng quá. Dạ. Cây số 11 là cây cuối clip ha cô chú anh chị. Ê, còn cây xanh đó ha. Vậy là chưa cô chú anh chị. Số 11 ha. Cây mã số 11, mai chú thủy da đen. Đó, cây clip trước của chú anh chị mình thấy em mặn á, là em chưa có mặn là nó không có đế đắm gì trơn á. Tính để cho cô chú anh chị mình dọn. Clip trước đã nằm ngay đây nè, không có đế đắm gì trơn, em mặn ra đế cục trên nền này cô chú anh chị ha. Chiếc này của chú anh chị mình yên tâm mua rồi, nó hiện lên trên sẵn trơn rồi, nên mình đừng có sợ hết của chú anh chị. Thân thì lắc bắt đầu lên lên nung. Chiều cao em đo được là 1m6 đến 1m7 ạ. Tán ngang em đo được là nó 75. Quành thân 60. Đúng 60 luôn của chú anh chị. Clip rồi em nói chặt cái cọng rễ này nè. Chặt cọng rễ này là đo ra 60, 60 ngoài của chú anh chị không. Chặt xuống nó chặt cái cây xuống nè. Rất là đẹp ha. Mã số 11 giao lưu của chú anh chị là 9 triệu ạ. Cặp này đang bán cho ông chú đó là giá y gan gì của chú anh chị, không xuống không bớt gì hết đó của chú anh chị, không có kê lên gì luôn của chú anh chị. Dạ rồi, em chấm xin phép đổi cây luôn ạ. Cuối clip là một cây xanh. Xanh này bán cho cô chú anh chị mình tập tành chơi cây kiển cô chú anh chị. Giá sinh viên. Cái này khi mà em bán được cho cô chú anh chị em gọc đế tới đây. Cho cô chú anh chị mình gọn ha. Xanh này xanh quê ha cô chú anh chị. Thấy nó cũng lạ lạ nè. Giống cái hình nạm của cô chú anh chị. Số 12. Về mình thích chơi hai này chơi không thích mình tán vô đây luôn. Đó, mình chơi hình nữa mình đưa hai cụm ra như này, cái đầu ở trên này thấy cô chú anh chị. Chiều cao mình lấy bên đây đi ha, bên đây là 52. Mình đo thuốc ở trong này đi. Bình thân trong này là 51, từ chi này qua chi này là 50. Cây xanh của clip này giao lưu của chú anh chị là 800. Dạ rồi, em cháu mình cũng là cây cuối. Em cháu mình kính chúc với cô chú anh chị mình xem video thật là vui vẻ. Nếu cô chú anh chị có ưng ý cây nào đó liên hệ với em, số điện thoại của em là 0903 433 949. Và đó cũng là số Zalo. Em mong với cô chú anh chị mình ủng hộ em để em có động lực làm những video tiếp theo. Em cháu mình xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.